kính thưa quý vị đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần chuyên phân tích những vấn đề tránh liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Phụ trách là nhà báo Vi Anh, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa. Cái đề tài hôm nay thưa quý vị là trong cái những cái ngày còn đương nghỉ liên quan đến ngày lễ lao động nhưng mà chúng ta cũng dành một số thời giờ để tìm hiểu coi cái lao động Hoa Kỳ các ngày đối với Việt Nam cộng sản hay là nước các nước cộng sản như thế nào và tại sao cũng như coi có đồng bào chúng ta ở trong nước cái ngày lễ lao động là cái ngày vui của Hoa Kỳ công nhân được nghỉ được có lương thì, thì bà con cô bác của chúng ta những cái người lao động ở trong nước đời sống như thế nào đó là cái phần dẫn nhập chúng tôi xin trình bày trước để dễ dàng cho bà con cô bác à, theo dõi bây giờ đi vào phân tích lễ lao động mỹ lễ lao động mỹ labor day năm nay 2023 nhằm ngày thứ hai bốn tây tháng chín lễ lao động ở mỹ thường có nhiều điều vui người lao động Mỹ được nghỉ có thể nói là 3 ngày bắt cầu bắt cái cuối cuối tuần 2 ngày thứ bảy và chủ nhật trước của tuần lễ trước đến lễ vào thứ hai có lương quan trọng là có lương dân chúng Hoa Kỳ hưởng cái ngày nghỉ này thưa với quý vị rất là đông đi thăm bà con đi thăm bè bạn đi chỗ này chỗ kia vui thú coi chuyện này chuyện kia cái số người mà đi đó hàng năm đó thưa quý vị là ba bốn triệu đi ra khỏi thành phố chứ không phải ít bây giờ một chút lịch sử về cái ngày lễ lao động của hoa kỳ được biết Lễ này theo thông lệ và quy định trở thành một ngày quốc lễ chính thức của Hoa Kỳ từ năm 1894. Sau cuộc vận động của các nghiệp đoàn công nhân Hoa Kỳ lấy cái ngày thứ hai của tuần lễ đầu tháng 9. Hoàn toàn khác với nhiều nước, trong đó có Cộng sản Việt Nam Trung Cộng cũng như họ lấy cái ngày 1 tháng 5 là quốc tế lao động làm cái nghề lao động của cái chế độ của họ cộng sản. Riêng tại Mỹ này cái thời tiết mặt của cái ngày lễ lao động tương đối là tốt, bình thường tương đối là tốt. Năm nay thưa với quý vị rất tiếc là trời quá nóng. Có thể nhiều người phải lo trái rừng và yeah, không có mát mẻ để mà đi du ngoạn ở, ở ngoài nữa nhưng mà không sao thưa quý vị hầu như xe cổ của hoa kỳ về nhà của dân chúng hoa kỳ nhà nào cũng có máy lạnh hết thành ra cái mát cái nóng có thể nó nóng nóng người nóng nóng ghê nhưng mà cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm đến cái sinh hoạt của xã hội hoa kỳ một cái mẹo này lễ lao động đánh dấu thời điểm sang thu sang thu là mùa không nóng không lạnh tốt nhất cho cái cuộc đi chơi ngoài trời hay là đi du lịch để dễ nhớ hai ngày lễ lớn của nước mỹ người mỹ có cái mẹo như thế này lễ chiến sĩ trận dông thưa quý vị bắt đầu mùa hè còn lễ lao động là chấm dứt mùa hè. Cái mùa hè một cái đó thì bắt đầu diễn sĩ Trần Dông một cái nữa là lễ lao động là chấm dứt cái mùa hè qua cái mùa thấy, có thể thật có lẽ thể là cái mùa đó gọi là mùa thu mình gọi là mùa thu nhưng mà hoa kỳ họ dùng chữ phô có tại sao phô vì mùa đó là cái mùa lá ở Hoa Kỳ bắt đầu rụng. Theo hệ thống bảo hiểm EEE của E đó của Mỹ, thì chúng tôi ghi nhận được nhiều năm giống giống nhau, thông thường trung bình khoảng 35-36 triệu người đi ra khỏi thành phố mình ở để đi du ngoạn cũng có, đi thăm bà con anh em cũng có, thưa dưới quý vị và đi đi để mà chở gia đình vợ con đi đi thưa với quý vị để chứng tỏ đây là như gia đình chúng tôi ba đứa con ba gia đình đều đi đi chơi hết trước khi đi thì chúng cũng có đem đồ ăn đồ này kia để cho hai giờ chồng chúng tôi ăn nhưng mà chúng khỏe đi chơi bởi vì thưa quý vị đây là một cái thời gian mà có thể nói uh, suốt dừng học trò sắp sửa phải phải nhà nhập nhập học nên nên phải cho các cháu đi chơi cho nó giải trí, cho nó khỏe bộ óc để tiếp tục vô mùa học. Còn người, dân á, người lao động đó, thưa quý vị, thì được nghỉ có lương. Được nghỉ khỏi làm việc mà có lương, thưa quý vị. Còn coi vậy chứ không phải người nào cũng được nghỉ, thí dụ như những cái ngành, ngành nghề mà liên quan tới y tế, là liên quan tới sự sống còn của dân chúng thưa với quý vị an ninh cần thiết của dân chúng thì cũng phải làm việc nhưng mà làm việc thì thưa có lương phụ trội lương phụ trội thưa nhiều lắm mà thưa quý vị là có người đó cái lương phụ trội một giờ đó thưa quý vị tăng là gấp rưỡi có chỗ tăng lên hai hai rưỡi là tại vì cái nghề người ta nghĩ mà mình phải đi làm Mà làm cực khổ mới lúc đó Thì làm cực khổ Thành ra tôi nghĩ là bộ lao động Cũng như luật pháp quốc kỳ Hết sức là công bình Hết sức là công bình để đối xử với những người Vì nhu cầu công vụ Vì sự an toàn của quân của, của đất nước Mà phải làm việc thì phải đải ngộ Một cách xứng đáng cho những người đó Đó là một cái chế độ dân chủ Thưa quý vị Và quý vị dân biểu nghị sĩ để rút cái số tiền thuế của nhân dân đóng mà tăng cho những cái người mà làm việc cực khổ đặc biệt này đó thưa với quý vị dân chúng hoa kỳ rất ủng hộ rất ủng hộ thành ra quý vị thấy trong những cái ngày nghỉ thường thường là anh em cảnh sát anh em chữa lửa và những cái người mà làm nhà thương thưa quý vị hầu hết là phải làm việc phải làm việc thứ nhất là những người mà làm ở cái phòng cấp cứu hay là phòng intensive care cái phải săn sóc đặc biệt phải làm việc nên phải đoái ngộ xứng đáng và có thể phải tôn vinh cái hành động của những người lao động đó người việt chúng ta đầu tiên đến mỹ để hưởng được cái chế độ của cái ngày lao động thường như quý vị cho đến nay nếu tôi Chúng tôi tính không lầm là đã được 48 lễ lao động rồi. 48 năm gần nửa thế kỷ rồi thưa quý vị. Hồi ở Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi nhớ cũng có nghỉ lễ. Nhưng mà không có được hưởng đồ này kia như vừa kỳ rồi. Bởi vì Việt Nam Cộng Hòa là một cái chế độ nhân bản thực sự. Nhưng mà thưa quý vị chúng ta trong hai cái đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa đó, chúng ta sống trong cái thời kỳ chiến tranh. Lúc nào cũng bị chiến tranh, nhưng mà lại cố gắng làm việc, cố gắng giữ gìn cái nếp sống cho xã hội. Thành ra cái nghề lý lễ, lễ lao động cũng có những cái người phải làm việc, tiếp tục làm việc. Nhưng mà thưa quý vị không có được hưởng cái bằng đầy đủ như là những cái người ở Hoa Kỳ. Với một cái nờ, một quốc gia Hoa Kỳ là một cái quốc gia thưa quý vị, hồi đó tới bây giờ chưa có một cái đất nước nào có thể mở cái cuộc chiến tranh chống Hoa Kỳ bốn phương phản lặng hai kinh vững vàng. Thành ra họ vững vàng chỉ có cái cuộc mà phá hoại hồi năm 2001 mà sau đó thưa với quý vị Tất những kẻ phá hoại đó Ông Tổng thống Bush <laughs> đưa ra một câu Nghĩa là phải tìm cho được Đưa họ về chết hoặc sống Hoa Kỳ nói theo cao bồi Nói vậy nghĩa là phải giết đó Gặp là giết Đó là cái câu của ông Bush Và nhờ vậy thưa cái tinh thần đó Và Hoa Kỳ vượt qua một cách hết sức là an toàn chấm cuộc chiến khủng bố và từ đó thưa quý vị cho đến sau này cũng qua chục hai chục năm rồi vừa đám khủng bố không có thể nào mà phá hoại là cái mở một cái cuộc phá hoại <laughs> như hồi cuộc phá hoại à, 911 đó là những cái gì chúng tôi ghi nhận được bây giờ trở lại coi đồng bào chúng ta ở miền Nam trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì đồng bào sống như thế nào. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng phải nghĩ tới đồng bào của chúng ta. Xin quý vị đừng rời máy sau vài phút thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phân tích cái thời kỳ mà lợi lợi lễ lao động trong thời kỳ cộng sản ở nước nhà của chúng ta